Sau khi được chẩn đoán ung thư vú hồi năm 2009, Paula Estrada, một bệnh nhân 41 tuổi người Argentina, quyết định không chỉ chiến đấu với căn bệnh ung thư mà còn quyết không để bị rụng tóc vì sự xâm lấn của hóa trị. Tại tư gia ở Buenos Aires, nữ thiết kế đồ họa này đã sáng chế ra một chiếc mũ dã chiến làm từ những chiếc túi nước đá có tác dụng thay vì hỗ trợ cho những vết thương khỏi sưng bầm như thường thấy trong chữa trị chấn thương thì giữ lạnh cho da đầu và như vậy thì chống rụng tóc. Thiết bị tự chế của cô Estrada hiệu nghiệm, độ lạnh lan tỏa từ chiếc mũ làm mạch máu co lại khiến các loại thuốc hóa trị không tới được nang tóc. Hơn chục năm sau, các phiên bản của chiếc mũ thần kỳ này đã hỗ trợ cho khoảng 60.000 bệnh nhân ung thư ở Argentina, cũng như ở Chile, Mexico, Tây Ban Nha và Mỹ. Các chiếc mũ chống rụng tóc kiểu này càng ngày càng được dùng nhiều hơn ở các bệnh viện lớn tại Argentina sau khi được cơ quan thực phẩm dược phẩm chấp thuận vào năm 2017. Gonzalo Recondo, bác sĩ điều trị ung thư cho cô Estrada và cũng là trưởng khâu ung thư lâm sàng tại bệnh viện CEMIC ở Buenos Aires, cho biết có bằng chứng rõ rệt rằng các chiếc mũ này hữu dụng chống rụng tóc. Marian Giles Fernandez, một bệnh nhân ung thư gan 48 tuổi cho biết đã không phí công đội chiếc mũ này và rằng chiếc mũ giúp cô chống chọi ung thư một cách hoàn toàn khác hẳn. Phải bỏ mũ vào tủ đông trước 2 ngày, đành rằng chiếc mũ làm từ các túi nước đá kết dính này cũng rất mất công chuẩn bị, nhưng rất đáng công vì nó giúp mình chống chọi bệnh tật một cách khác hẳn. Bản thân mình, con cái, những người xung quanh nhìn mình khác đi, cho nên tôi tiếp tục dùng chiếc mũ này. El Saram, một bệnh nhân ung thư vú 64 tuổi, cũng tán đồng. Tôi nghĩ chiếc mũ này giúp tôi lên tinh thần, trong lúc đội mũ không có cảm giác gì cả, xong hóa trị thì bỏ mũ ra và trở lại bình thường như mọi người. Bệnh nhân phải sử dụng từ kỳ hóa trị đầu tiên, mũ phải có nhiệt độ là âm 20 độ C và thay đổi sau mỗi 30 phút. Estrada giờ đang viết một quyển sách về trải nghiệm của mình và cũng là một diễn giả động viên cho bệnh nhân ung thư. Hàng ngày cô dành nhiều tiếng đồng hồ để hồi đáp tin nhắn từ các bệnh nhân cần tư vấn và cách sử dụng mũ chống rụng tóc.